Cận cảnh 14 bức ảnh triệu like của danh hài Hoài Linh. Hoài Linh là nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm và sự yêu mến từ phía người hâm mộ, với gần 10 triệu lượt yêu thích trên fanpage và một trong những nghệ sĩ có trang fanpage lớn nhất nhì Việt Nam. Không khó có thể thấy những bức ảnh của danh hài có lượt like, chia sẻ, bình luận cao ngất ngưỡng. Nhưng để đạt được con số trên 1 triệu, 10% so với fanpage là một điều không hề dễ dàng. Cùng điểm lại 14 bức ảnh triệu like của nghệ sĩ Hoài Linh để thấy được tầm ảnh hưởng của năm danh hài với người hâm mộ. Bức ảnh nhận được 2,2 triệu lượt thích trên fanpage của Hoài Linh. Khoảnh khắc danh hài vào vai người bán vé số nhận được 1,1 triệu lượt yêu thích, 2.502 lượt chia sẻ và hơn 22.000 bình luận. Hình ảnh đời thường giản dị của danh hài Hoài Linh khi ăn bún tại Phú Yên nhận được 1,1 triệu lượt thích. Bức vẽ phác họa chân dung nghệ sĩ Hoài Linh do người hâm mộ tặng nhận được 1,3 triệu lượt thích. Hình ảnh ăn mì gói của nghệ sĩ Hoài Linh trong hậu trường show diễn nhận được 1,3 triệu lượt thích. Hình ảnh Hoài Linh đèo diễn viên Thanh Trúc trên xe máy nhận được 1,9 triệu lượt thích. Hình ảnh bình dị gần gũi đậm chất miệt vườn của Hoài Linh nhận được 1,3 triệu. Hình ảnh của Chí Tài và Hoài Linh khi chuẩn bị lên đường đi lưu diễn nhận được hơn 1 triệu lượt thích. Hoài Linh cực ngầu trong bức ảnh lái mô tô phân khối lớn và nhận được 1 triệu lượt thích. Bức ảnh Việt Hương Hoài Linh với tạo hình cặp đôi già trong bộ phim nhận được 1 triệu lượt thích. Bức ảnh được chụp trong thời gian quay bộ phim Nhà Có Năm Nàng Tiên nhận được 1,3 triệu lượt like. Cả 3 bức ảnh trên đều có 1 triệu lượt thích trên fanpage của nghệ sĩ Hoài Linh. Trấn Thành ghen khi Harry Won ôm chai lạ để chóng mắt lên coi hạnh phúc được bao lâu. Bà xã Trấn Thành đã chọn một anh chàng soái ca để xuất hiện trong MV mới nhất của mình. Thế nhưng sự ghen tuông đáng yêu của Trấn Thành khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Những ngày qua, Harry Won liên tục thả thính về sản phẩm mới trên trang fanpage chính thức của mình sau 2 năm im ắng. Bên cạnh đó, hình ảnh mới của Harry Won cùng một chàng trai với kiểu tóc húi cua điển trai do một fan ruột chia sẻ cũng khiến cộng đồng người hâm mộ tò mò không kém. Để ủng hộ tinh thần cho bà xã, mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành đã share ảnh Harry Won ôm bạn diễn Dương Cường với dòng chia sẻ đầy hờn dỗi. Ôi là cả bầu trời nữa chứ, nhìn thì rơi lệ, tối nay về cho ngủ phòng khách, lúc đó mới biết thế nào là rơi lệ. Tôi chóng mắt lên coi các người hạnh phúc được bao lâu. Trấn Thành lại lầy lội khi chia sẻ MV của vợ kèm lời nhắn độc, khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Đứng trước cách ủng hộ bà xã đầy đáng yêu này của Trấn Thành, khán giả không có cách nào khác ngoài phì cười và tán dương cho sự cảm thông của anh với công việc của bà xã. Bị xúc phạm vụ tai nạn bẹp dí đầu siêu xe 16 tỷ, Tuấn Hưng cảnh cáo anti-fan, bố giết mày. Ngoài những lời động viên từ đồng nghiệp, Tuấn Hưng còn nhận lời nói cay độc vô duyên khó nghe của anti-fan khiến anh không khỏi tức giận bức xúc. Vừa lấy lại tinh thần sau cú sốc live show kỷ niệm 20 năm ca hát, đúng vào ngày sinh nhật 5 tháng 10 đột ngột bị hủy, Tuấn Hưng tiếp tục gặp vận đen khi chiếc xế hộp 16 tỷ đồng của anh trên đường đi diễn gặp tai nạn. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do lái xe tránh vũng nước lớn gặp phải khi đang lưu thông trên đường nên bị bẻ lái và đâm vào bên lề. Khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe được điều khiển bởi người trợ lý của Tuấn Hưng. Đông đảo người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp gửi lời động viên ca sĩ Tuấn Hưng. Mừng anh bình an, MC Văn Anh chia sẻ. Đồng quan điểm với MC Văn Anh, ca sĩ Khắc Việt cho rằng anh không sao đó là điều quan trọng nhất rồi. Dàn sau việc gửi lời động viên ca sĩ Tuấn Hưng sau vụ siêu xe 16 tỷ gặp tai nạn, live show kỷ niệm 20 năm ca hát bị hủy đột ngột. Ngoài những lời động viên từ đồng nghiệp, ca sĩ Tuấn Hưng còn nhận được tình cảm và sự yêu mến từ đông đảo cộng đồng mạng và người hâm mộ sau những sóng gió liên tiếp xảy đến với anh. Bên cạnh đó, vẫn còn có những thành phần anti-fan vô duyên. Mới đây, đoạn tin nhắn của cư dân mạng này đã hỏi Tuấn Hưng, túi khí bung thì mồm đập vào vô lăng có bị gãy răng không? Ngay lập tức, Tuấn Hưng đã bức xúc nhắn tin chửi mắng anti-fan này, thậm chí còn thách thức cư dân mạng này ra gặp mặt để nói chuyện. Tuấn Hưng bức xúc đám trả anti-fan khi bị hỏi, túi khí bung thì mồm đập vào vô lăng có bị gãy răng không? Ngay sau đó, khi bị Tuấn Hưng mắng là thế, nhưng anti-fan này vẫn chưa chịu im lặng, mà còn quyết định đăng tải đoạn tin nhắn đã chat với Tuấn Hưng lên một trang fanpage chuyên bàn chuyện showbiz bày tỏ sự bức xúc. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng đều chỉ trích anti-fan này là vô học thức.
khi đăng đoạn tin nhắn của Tuấn Hưng lên một fanpage, cư dân mạng này bị nhiều người chỉ trích. Trên trang cá nhân, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời luôn đăng những trạng thái trấn an cũng như nói lời cảm ơn đến người hâm mộ đã quan tâm lo lắng cho anh những ngày qua. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho con may mắn bước qua kiếp nạn. Dù còn đó ngày mai chưa biết sẽ ra sao, cảm ơn bố mẹ, vợ yêu và các con cho bố Son Hào nghị lực để tiếp tục cố gắng với cuộc sống này, đam mê này. Cảm ơn những người anh em bạn bè luôn bên cạnh mọi khoảnh khắc để Hưng hiểu thêm tình bạn là như thế nào. Chân thành cảm ơn các đồng chí Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Việt Trì đã giúp đỡ hỗ trợ Hưng trong những ngày qua. Cảm ơn anh em Phú Thọ không ngại mưa gió đến giúp đỡ Hưng lúc khó khăn nhất. Cảm ơn hai ân nhân đã kịp xuất hiện đúng lúc giữa đêm tối mưa bão để cho Hưng và Dầu trú mưa, chờ người thân cứu hộ. Cảm ơn tất cả mọi lời hỏi thăm động viên của mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Tuấn Hưng đã thay đổi ảnh bìa kèm dòng chữ cảm ơn đến những người đã giúp đỡ anh. Trấn Thành nói về nghề diễn viên, đời tôi chưa có bộ phim nào ra hồn cả, tôi nhận vì cách xê. Trấn Thành thừa nhận trước đây, anh chưa từng có một vai diễn điện ảnh nào thật sự tốt và vô trách nhiệm với nghề diễn. Chiều 17 tháng 10 diễn ra buổi showcase giới thiệu dự án và tạo hình nhân vật của bộ phim hài dân gian Trạng Quỳnh. Được biết, đây là phim điện ảnh đạo diễn Đỗ Đức Thịnh ấp ủ từ rất lâu và cuối cùng tác phẩm đã gần như hoàn thành và đang bước vào giai đoạn hậu kỳ và sẽ được trình chiếu vào tháng 12 năm nay. Trạng Quỳnh sẽ xoay quanh hành trình giải cứu thầy Đoàn Tùng Du Ki, đầy gian truân nhưng cũng nhiều tiếng cười của những con người nhỏ bé trong xã hội phong kiến. Quỳnh, Trần Quốc Anh, Sẩm, Trấn Thành và nàng Điềm Nhã Phương. Tại buổi ra mắt, nam danh hài Trấn Thành cho biết đây là vai diễn khác anh ở ngoài đời vì nhân vật này rất ngu ngốc và luôn tỏ ra nguy hiểm. Nhưng vì thế mà khiến Trấn Thành thích thú ngay khi cầm kịch bản trên tay và dốc hết sức lực cho nhân vật này. Đồng thời, Trấn Thành cũng khiến mọi người xúc động khi bộc bạch về những suy nghĩ của anh về nghề diễn viên suốt thời gian qua. Tôi nói thẳng luôn là cuộc đời tôi chưa bộ phim nào ra hồn cả, có thể vì cái duyên với điện ảnh chưa tới. Những bộ phim của tôi trước đây tôi nhận một là vì mối quan hệ, hai là vì trả tiền cũng cao. Đây là phim đầu tiên mà tôi phải dừng lại để nhìn nhận nghiêm túc về hành trình làm nghề của mình trong điện ảnh, là chưa có vai nào ấn tượng. Nên lần đầu kết hợp cùng anh Đức Thịnh và bạn diễn trẻ Quốc Anh thì tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và có cái nhìn khác hơn về Trấn Thành. Diễn viên trẻ Quốc Anh đảm nhận vai chính là Trạng Quỳnh, anh được khán giả biết đến qua các MV ca nhạc đóng chung với Hòa Minzy và Emply. Dù được đạo diễn Donny đóng giày cho vai diễn lần này, nhưng Nhã Phương vẫn vắng mặt tại buổi họp báo. Nhiều ý kiến cho rằng vì lý do nàng đang mang thai nên cô vắng mặt để tránh sự chú ý. Vận đen đu bám vi bích, xe tiền tỷ của Hồ Ngọc Hà bất ngờ bốc khói giữa đường khiến fan lo lắng. Khi đang di chuyển để diễn tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe tiền tỷ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tự nhiên bốc khói giữa đường khiến fan lo lắng. Cách đây ít phút trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại một chiếc xe của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tự nhiên bốc khói ở quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Theo như đoạn clip ghi lại, xe của nữ hoàng giải trí đang di chuyển đến đoạn Nguyễn Thị Minh Khai Lê Quý Đôn thì bất ngờ bốc khói. Khi sự cố xảy ra, Hồ Ngọc Hà tháo chạy khỏi xe và tiếp tục di chuyển bằng taxi đến địa điểm. Vì sợ trễ giờ, còn người lái xe thử ở lại giải quyết sự cố và phải đã nhờ đến đội trật tự mang bình chữa cháy đến thì chiếc xe mới được giải cứu. Do xe dừng giữa đường vào giờ tan tầm nên gây ách tắc giao thông nguyên cả đoạn đường, cảnh sát đã phải có mặt để hỗ trợ đưa xe của Hồ Ngọc Hà vào tòa nhà bên cạnh. Sau Tuấn Hưng thì vẫn đang tiếp tục đu bám Hồ Ngọc Hà. Phía Hồ Ngọc Hà cho biết chiều nay nữ ca sĩ đang trên đường, từ nhà ở Nhà Bè đến điểm diễn đầu tiên thì xe bị hỏng. Trên xe lúc đó chỉ có giọng ca Tìm Lại Giấc Mơ và dì ruột là người cầm lái. Hồ Ngọc Hà phải vội đi ngay vì cô có show diễn từ thiện cho đám cưới người khuyết tật ở tận Gò Vấp. Sau show này cô phải quay lại quận 1 diễn event rồi tiếp tục sang quận Tân Bình biểu diễn nốt show còn lại của tối nay. Chiếc xe gặp sự cố của nữ ca sĩ có giá 8 tỷ đồng. Cô thường dùng để di diễn quanh gần thành phố Hồ Chí Minh. Bình thường dì ruột là người chở Hồ Ngọc Hà đi hát, nhưng thỉnh thoảng nữ ca sĩ cũng tự cầm lái. Hương gạo nếp gạo tẻ diện bikini tình tứ bên ông xã kém tuổi, nhưng điểm này mới đáng chú ý. Diện trang phục bikini gợi cảm, Lê Phương không giấu được vẻ mặt hạnh phúc. Tuy nhiên, điểm khiến mọi người quan tâm nhất là hình xăm ghi tên của người bạn đời trên người của cả hai cặp đôi.
Đầu tháng 8 2017, Lê Phương và người yêu kém 7 tuổi Lê Trung Kiên đã về chung một nhà sau một thời gian dài tìm hiểu, gắn bó và nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía người hâm mộ. Kể từ đó đến nay, mỗi ngày, mẹ của bé Cà Pháo vẫn đều đặn đăng ảnh ngọt ngào của hai vợ chồng trên trang cá nhân. Mới đây, trên trang cá nhân của Lê Phương vừa khoe loạt hình tình tứ cùng ông xã Trung Kiên khi cả hai đi nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ nhất là trên vai Lê Phương và Trung Kiên đều có xăm tên viết tắt của người bạn đời của mình. Được biết, thời gian qua, cả Lê Phương và Trung Kiên đều bận rộn với công việc cá nhân. Chính vì thế, sắp xếp thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, cả hai đã cùng tự thưởng cho mình một chuyến du lịch. Diện trang phục bikini gợi cảm, diễn viên phim Gạo Nếp Gạo Tẻ không giấu được gương mặt hạnh phúc, phiên mãn khi quấn quýt bên người bạn đời kém tuổi. Hơn một năm qua, Lê Phương và Trung Kiên vẫn thường xuyên sánh đôi trong các sự kiện giải trí. Lê Phương liên tục bày tỏ niềm hạnh phúc khi lấy được người chồng tâm lý, tận tụy và luôn yêu thương, chăm sóc mình và cậu con trai riêng hết mực.